Tử Vi tuổi Sắp Dần, sinh năm 1974, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, để hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những gia chủ tuổi Sắp Dần thường thích đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, làm những việc mà người khác không làm được. Họ ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị, quyền lực với cuộc sống của mình. Bởi vậy, ngay từ khi còn trẻ, họ luôn cố gắng phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp tầm cỡ lớn, vẻ vang. Tuổi Dần mệnh mộc, làm việc khá chăm chỉ và khoa học. Họ biết cách học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Không sớm thì muộn, những gia chủ tuổi Sắp Dần sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Trong 6 tháng cuối năm 2021, các bác tuổi Sắp Dần sinh năm 1974, nhiều quý nhân phù trợ khiến mọi thứ dần trở nên dễ dàng. Sự nghiệp phát triển, tài lộc hanh thông, tiền bạc tương đối tốt. Để đạt được cũng không ít vất vả. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của các bác sẽ xảy ra những điều gì? Các bác có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp có gặp phải những khó khăn, trắc trở nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của các bác tuổi Canh Dần. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Kính thưa quý vị, tuổi 1974 Giáp Dần không xung khắc mạnh với Thái Tuế, vận trình nhìn chung ít biến động, dần đi vào ổn định, không quá đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Nếu muốn có những đột phá, các bác cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước và với người khác. Từ đó, các bác có thể bước tới những khúc ngoặt của cuộc đời, được những bước tiến mới mẻ với thành tựu lớn. Các bác làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, người làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng. Chuyện tình cảm xa đạo cũng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp. Các bác đã lập gia đình, luôn quan tâm, săn sóc mái nhà nhỏ của mình. Các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Để có một năm bình ổn, các bác tuổi Giáp Dần nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Giáp Dần trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi 6 tháng cuối năm cho thấy sự nghiệp của các bác đang trên sự phát triển tốt, chủ yếu là nhờ duy trì được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với mọi người. Những ai làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục mục tiêu đã đề ra nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng nghiệp. Còn những ai đang làm đầu tư, kinh doanh có thể giữ được quan hệ đối với những đối tác triển vọng, cùng nhau làm ăn có lợi. Tuy vậy, sau tháng cuối năm, các bác chịu nhiều sự đốc thúc, quản lý khá chặt chẽ của cấp trên, khiến bản thân cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để có thể khẳng định được bản thân, chạm tay vào cơ hội được thăng chức. Bên cạnh đó, các bác có thêm việc hợp tác làm ăn có lợi, có thể có việc làm ăn hợp tác không công khai, âm thầm, không liên quan gì đến việc công sở, do đó sẽ bị lãnh đạo, sếp quản thúc. Vì vậy, các bác phải thật cẩn thận, chú ý kẻo xúc họa vào thân. Nhìn chung, công việc của các bác tuổi Giáp Dần 1974, 6 tháng cuối năm là áp lực và cũng có phần khó khăn. Thầy Phong Thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hanh thông, thuận lợi,
khi thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Giáp Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Sần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ, xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiêu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc được hành thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Đây tuy là khoảng thời gian không mấy dễ dàng đối với các bác. Tiền bạc tài chính ra vào nhiều nhưng vất vả mới có được. Nhưng tình hình tài chính về cơ bản là tốt trong 6 tháng cuối năm. Các bác có cơ hội thăng chức, tăng lương cũng giúp nâng cao mức sống, có một khoản tiền dư giả để tiết kiệm, đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Nếu biết cách chi tiêu kế hoạch thì dù các bác có làm người khác, làm công ăn lương bình thường thì cũng không lo túng thiếu. Năm nay, bác nào người làm trong lĩnh vực bất động sản có thể thu lại được khoản lời lãi khả quan, bù đắp cho những khó khăn trong năm trước. Dù 6 tháng cuối năm được đánh giá là khá may mắn, nhưng các bác cũng cần hết sức thận trọng khi tham gia thị trường này, kẻo thua lỗ nghiêm trọng. Thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Giáp Dần để có thể tăng vận may mắn, cải mệnh, các bác cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ, bảo vệ các bác trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Do được nhiều sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, các bác tuổi Giáp Dần trở nên đào hoa hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đây. Các bác sẽ nhận được sự giúp đỡ, ái mộ đến từ bạn bè hoặc đồng nghiệp ở cùng nơi làm việc. Đôi bên sẽ phát triển thành những mối quan hệ. Tuy nhiên, do có hung tinh cô thần nên sẽ khiến các bác gặp khá nhiều trục trặc về cảm xúc, chuyện tình cảm, vì thế mà phát sinh mâu thuẫn, khó lòng như ý, gia đạo vì thế mà lục đục liên miên. Để hạn chế tình huống xấu xảy ra, các bác cần kiểm soát tốt cảm xúc, đừng để cơn nóng giận khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình và bạn bè. Học cách chia sẻ để vơi bớt căng thẳng, mệt mỏi. Khi sẻ chia, tự khắc vận khí xấu sẽ thuyên giảm, mang tới điều cát lành cho quý gia chủ. Nếu biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, đôi bên sẽ luôn duy trì được một mái nhà ấm áp và hạnh phúc. Hãy thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của người bạn đời và những người trong gia đình. Trong thời gian này, các bác hãy đeo vòng tam hợp quý nhân, Sần, Ngọ, Tuất, để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt theo năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong 6 tháng cuối năm, tình hình sức khỏe của các bác tuổi Giáp Dần có dấu hiệu suy giảm do chịu ảnh hưởng của những khó khăn, vất vả mà cuộc sống đem lại. Các bác cần chú ý rèn luyện thể chất, có biện pháp giúp thư giãn đầu óc. Như vậy thì cơ thể mới cảm thấy tràn trề sức sống, hăng hái bắt tay vào mọi công việc. Có thể do áp lực công việc đè nặng lên tuổi Giáp Dần, gây ra những cảm xúc tiêu cực. Do làm việc vất vả nên sức khỏe giảm sút. Vì vậy các bác tuổi Giáp Dần cần tích cực điều chỉnh trạng thái tâm lý và tích cực tham gia tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Giảm bớt đồ uống như bia rượu, thuốc lá. Bên cạnh đó, các bác chú ý đi đứng cẩn thận, chấp hành giao thông, đề phòng tai nạn. Đề phòng các bệnh về dạ dày, cân nặng, mất ngủ, tiểu đêm, các bác nên thường xuyên đi khám tổng quan, xét nghiệm máu đề phòng bệnh tật. Sang năm, tuổi 49 có hạn. Thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Giáp Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, tà ma, phần hạn. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ các bác tuổi Giáp Dần dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Như vậy, trong năm Tân Sửu, các bác tuổi Giáp Dần có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống. Các bác có thể bước tới những khúc ngoặt của cuộc đời, đạt được những bước tiến mới mẻ, có cơ hội tăng lương, thăng chức, đầu tư vào những hạng mục triển vọng, luôn quan tâm, săn sóc mái nhà nhỏ của mình. Các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Quý vị thân mến,
Trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Giáp Dần trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Long cục diện xung thái tuế, vận trình tháng 7 của các bác tuổi Giáp Dần giảm sút mạnh. Lại thêm dân gian coi đây là tháng cô hồn, các bác sẽ liên tục gặp phải những rắc rối trong công việc và chuyện tình cảm. Tiền bạc cũng có dấu hiệu hao tán, áp lực kinh tế ngày một lớn, các bác lại khó có thể chia sẻ cùng người thân, vì thế mà liên tục rơi vào tình trạng căng thẳng do phải lo toan, suy nghĩ quá nhiều. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng này vận khí của các bác tuổi Giáp Dần khởi sắc hơn đôi chút so với tháng trước, nhưng nhìn chung vẫn còn có nhiều điểm đáng lưu ý. Ngoài ra, lưu nguyệt có can chi đinh hỏa và dậu kim tương khắc, các bác cần hết sức lưu ý vấn đề về sức khỏe. May mắn trong tháng này, các bác không mắc phải những bệnh quá nghiêm trọng, nhưng khó tránh ốm đau vặt liên miên, thậm chí suốt cả tháng. Kéo theo đó, ảnh hưởng xấu tới tiến độ công việc và gây hao tán tiền bạc. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Do được tam hợp quý nhân soi đường chỉ lối, tháng này các bác tuổi Giáp Dần sẽ mở mang đầu óc, làm việc thuận lợi, có nhiều biểu hiện xuất sắc. Bên cạnh đó, lại có thêm nhiều cát tinh trở mạnh, các bác làm gì cũng có cảm giác hanh thông rất nhiều. Tử vi tháng 10 âm lịch. Vẫn trên đà thuận lợi, các bác tuổi Giáp Dần hoàn thành khá nhiều mục tiêu trong tháng 10 âm lịch. Công việc của các bác sẽ có người giúp sức, khó khăn sớm được giải quyết. Tuy nhiên, có thời điểm tinh thần lao dốc, các bác làm việc không cẩn thận, thiếu tập trung nên rơi vào thế thụ động, rất dễ phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu tránh được thì thành quả thu về mới đáng kể. Vấn đề tiền bạc, tài chính của các bác cũng không còn là áp lực quá lớn. Tháng này, thiên tài vượng, lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ. Việc đầu tư, kinh doanh cũng sinh lời, thu về nhiều lợi nhuận. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng có Tý Thủy và Dần Mộc tương sinh về mặt ngũ hành, tốt cho sức khỏe của các bác tuổi Giáp Dần. Người ốm đau lâu ngày khỏi bệnh, người bình thường có thể thêm tráng kiện. Sức khỏe tốt cũng giúp tinh thần phấn chấn, từ đó các bác tuổi Giáp Dần dễ dàng tập trung trong chuyện công việc và các vấn đề của cuộc sống. Tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng năm Tân Sửu, đời sống vật chất của các bác tuổi Giáp Dần khá thoải mái, không có quá nhiều áp lực mặc dù có rất nhiều chi phí phát sinh. Tháng này có các tinh chủ vượng tài trở mạnh, các bác có thể kiếm tiền dễ dàng, có khoản lương, thưởng hay hoa hồng cộng dồn. Việc kinh doanh, buôn bán cũng tấp nập, thu về nhiều lợi nhuận hơn trước. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Giáp Dần trong vận trình 6 tháng cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của các bác tuổi Giáp Dần. Đối với bác trai tuổi Giáp Dần thì sao chiếu mệnh là sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sau ngày rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên, sau này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Ngoài ra trong thời gian này, các bác còn có hạn thiên tinh. Cặp sau hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài bác trai cũng cần cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay, vạn gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Còn đối với bác gái tuổi Giáp Dần thì trong khoảng 6 tháng cuối năm Tân Sửu sẽ bị sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự, tốt nhất vào tháng 10 hoặc là tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bác gái tuổi Giáp Dần gặp phải hạn tam kheo. Khi gặp hạn này, bác nên đề phòng chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận. Chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Ốm đau mà thành tâm lệ bái cũng nhanh khỏi. Thứ hai, luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác có các tinh như Thiên Khôi, Hồng Loan mang tới vận quý nhân vượng, đào hoa khởi sắc, quan hệ xã giao hài hòa. Bên cạnh đó, cũng có các hành tinh
Bên cạnh đó cũng có các hung tinh như kiếp sát, cô thần, thiên không, hôi khí, gây suy nghĩ tiêu cực, khó phát huy sức mạnh nội tại hay kiểm soát cảm xúc cá nhân, tác động khá nhiều tới đời sống tình cảm và gia đạo của các bác. Cung tam hợp có thiên việt, đào hoa, nguyệt đức, thiên trù, thiên đức là những các tinh thuộc vượng đào hoa, tốt cho các mối giao hảo. Ngoài ra còn có các hung tinh quả tú, kình xương, tử phù gây nhiễu loạn cảm xúc hoặc thương tật tay chân, động chạm, sao kéo. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao thiên hỷ, long đức mang tới điểm báo quý nhân vượng, song lại có đà la, tiểu hao báo hiệu mất tiền vì sức khỏe giảm sút. Nhìn chung các bác tuổi Giáp Dần 1974 sẽ trải qua 6 tháng cuối năm Tân Sửu với nhiều thành công. Tuy nhiên, để nâng cao vận khí, thu hút nhiều may mắn về tiền bạc, công danh đến với mình, tuổi Dần nên tham khảo các ứng dụng phong thủy sau đây vào cuộc sống thường nhật. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.